Quý cô bác tuổi Giáp Thìn kính mến, Minh được Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Vâng, kính thưa quý cô bác, các nhà tiên tri học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng năm Quý Mão 2023, quý cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có 3 tháng cực kỳ là may mắn, vận may cực đỏ, vận trình được nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài ưu ái, quý nhân tương trợ, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, làm ăn trúng lớn, có cơ hội trúng số cực khủng, đổi đời đại gia, mua nhà, mua đất, mua xe, khiến cho người người ai nấy đều phải trố mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Vậy 3 tháng trong năm đó là những tháng nào? Làm sao để quý cô bác tuổi Giáp Thìn nắm bắt được vận may cực độ này? Thì xin mời quý cô bác cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây nhé. Bí mật động trời năm 2023 âm lịch tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, hốt cạn lộc trời, cực may, cực đỏ, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, làm ăn trúng lớn, trúng số cực khủng, mua nhà, tậu xe, tiền vàng nhét chật két khi bước vào đúng 3 tháng phát tài này. Đầu tiên, xét tổng quan cuộc đời tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 thuộc mệnh hỏa, tức phúc đăng hỏa. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa là những người có khả năng giải quyết vấn đề, xoay chuyển tình huống rất tốt. Trong những trường hợp cần đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác, họ thường là những người tiên phong đầu tiên đưa ra ý kiến của mình. Người này có trách nhiệm với công việc được giao, họ không bao giờ khiến người khác thất vọng về mình. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa thường hành động, cử chỉ luôn toát lên vẻ nhanh nhẹn, tự tin và luôn trong tư thế đón đầu với khó khăn thử thách. Mỗi khi đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ không vội vàng hấp tấp mà hỏng việc. Điều đầu tiên của tuổi Giáp Thìn là lập ra cho mình những kế hoạch chắc chắn, an toàn nhất, họ bước từng bước vững chắc trên con đường đi tới thành công. Tài lộc của con giáp này cũng không tồi, tuy có lúc vất vả bon chen, nhưng chỉ cần quý bạt mệnh chăm chỉ cố gắng làm, thì ắt sẽ tìm được lối ra, hóa giải nguy nan, mưu cầu tài lộc đều được viên mãn. Nhìn lại quãng thời gian người tuổi Giáp Thìn đã từng trải qua. Kỳ thực trải qua sóng gió của cuộc đời, Giáp Thìn cũng tôi rèn ra con người mình một bản thân cứng cỏi. Ở độ tuổi này, Giáp Thìn luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người khác cảm thấy được đãi ngộ. Giáp Thìn giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cầu thả, nông nổi, bột chộp, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều không cảm thấy nhạt nhẽo, vô vị. Và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được lợi ích vô cùng, nhìn thì Giáp Thìn như là một loại hồ đồ, kỳ thực là một dạng thông minh sáng suốt. Không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết, trong tâm bảo trì vững nguyên tắc của mình, nhìn thì như hồ đồ nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Giáp Thìn là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung nâng đỡ vạn vật, lấy ơn báo oán, không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình, khiêu chiến với sự nông cạn của người khác. Đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Giáp Thìn đó là một loại thong dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló dạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tính, bền gan vững chí, dẫu thái có sơn đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới, chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biếng nhác, thường suy nghĩ có trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Chính bởi tụ hội trong bản thân của tinh hoa người mệnh hỏa, nên Giáp Thìn là người sống công bằng, cởi mở, coi trọng lý lẽ và các quan hệ xã giao ngoài xã hội. Chính nhờ bởi mệnh chủ có cho mình được những mối quan hệ chất lượng nên hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống, cũng như sự nghiệp phát triển không ngừng, gặt hái được thành công nhất định về địa vị cũng như tài lộc cho bản thân. Khi bước sang năm 2023 âm lịch, năm Quý Mão, người tuổi Giáp Thìn sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, bệnh tật, tai nạn, tuy nhiên cũng không hoàn toàn là đen đủi cả năm. Người tuổi Giáp Thìn chỉ cần chạm mặt vào 3 tháng này trong năm 2023 âm lịch thì chắc chắn sẽ đổi đời đại gia, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, giàu có hơn người. Vậy, để biết chi tiết vận trình các tháng may mắn thì ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Xét tổng quan vận trình tuổi Giáp Thìn trong năm 2023 âm lịch. Bước vào năm 2023 âm lịch, năm được coi là tam tai với Giáp Thìn, nên bạn phải đối diện với không ít khó khăn,
thách thức trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, khó khăn cũng là cơ hội, chỉ cần kiên trì với kế hoạch mà mình đã vạch ra, thì tình thế ắt xoay chuyển, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài viên mãn mà thôi. Trên phương diện sự nghiệp, do ảnh hưởng của đồng thời hạn Thái Tuế năm 2023 và giữa Nam Tam Tai, nên con giáp này gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang. Năm 2023 có thể là năm nặng hạn nhất trong lần Tam Tai này, nên tuổi Giáp Thìn làm gì cũng cần hết sức lưu ý. Với những ai còn đang đi làm, đây cũng là năm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp, nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình. Bạn còn có thể rơi vào bẫy hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài, háo sức. Với những ai đã về hưu sớm, thời điểm này quý Bắc vẫn chịu ảnh hưởng, thị phi là khó tránh khỏi. Tuy nhiên chỉ cần quý vị chú ý kiểm soát sự nóng tính của mình, tập trung vào hưởng thụ cuộc sống, thì ắt có quý nhân hóa giải mà thôi. Về tài lộc, do ảnh hưởng của tam tai trong năm, nên quý vị khó có cơ hội gia tăng thu nhập của mình khi tham gia các dự án có liên quan tới tiền bạc. Quý vị cần suy nghĩ kỹ trước khi bắt tay vào làm, tránh tiền mất tật mang, đầu tư tốt tùy vào khả năng của mình, không nên mù quáng, chi tiêu hợp lý với túi tiền của mình quý vị nhé. Về phương diện sức khỏe, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến bạn cảm thấy chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Ở độ tuổi này quý Bắc nên chú ý hơn tới sức khỏe của bản thân để nghỉ ngơi, dưỡng sức và an dưỡng tuổi già bên con cháu của mình quý Bắc nhé. Xét theo thiên can và địa chi, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước vào năm 2023 âm lịch, quý Bắc tuổi Giáp Thìn có thiên can, giáp gặp quý là bình hòa, điềm báo cho thấy cuộc sống bớt vất vả, ít thăng trầm hơn trước. Quý Bắc có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống của mình, sống trọn vẹn những khoảnh khắc vui vẻ bên con cháu của mình quý Bắc nhé. Xét về địa chi, Thìn gặp Mão lâm hại Thái Tuế, trong năm quý Bắc cần đề phòng tiểu nhân, có thể đạt điều tiếng, gây tổn hại tới uy tín. Đồng thời quý Bắc phải luôn tự nhắc nhở bản thân, hành sự thận trọng, để mắt tới mọi việc. Những việc quan trọng tốt nhất nên đích thân xử lý, có như vậy quý Bắc mới có thể kê cao gối mà ngủ, không lo bị kẻ tiểu nhân quấy phá. Xét theo ngũ hành, trong năm gặp ngũ hành tương khắc, báo hiệu sức khỏe góp phần sa sút, thời điểm này quý Bắc cần bảo dưỡng sức khỏe của mình, tập thể dục thể thao, gia tăng các hoạt động dưỡng sinh, cùng ăn uống và có chế độ để có được một sức khỏe tốt, vui vẻ bên gia đình con cháu của mình. Có thể thấy mối quan hệ can chi và ngũ hành với năm 2023, quý Bắc tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, dù vẫn thu hoạch thành quả ở một vài phương diện, nhưng vẫn chưa thực sự khởi sắc như mong muốn. Tiểu nhân vận khá lớn, quý Bắc nên tập trung làm công việc ổn thỏa, rồi mới nghĩ tới vấn đề khác. Đồng thời quý Bắc cũng cần chú ý chăm sóc sức khỏe, chớ nên quá mải mê với công việc mà dẫn tới lao lực. Kỳ thực ở độ tuổi này, quý Bắc cũng được coi là có tuổi cao, tâm tính và trí tuệ thông suốt, nhìn nhận đời bằng tầm cao hơn, quý Bắc cũng có thể thấy được rằng, dù là nạn nhân hay thông thuận, thì mọi người sống trong hiện thực của xã hội sẽ phải chịu những thiệt thòi, phải chịu ủy khuất, đó là chuyện rất bình thường. Đồng nghiệp nói năng lỗ mãng khinh mạn bạn, đơn vị làm việc bất công làm tương tổn bạn, cử chỉ lời nói của lãnh đạo không để mặt mũi bạn, hết thấy những công việc này đều không có gì đáng ngại, đều cần rộng lượng mà bỏ qua, đạm nhiên mà xử lý. Nếu tất cả vây quanh mình là những suy tính quẩn quanh, bản thân lúc nào cũng cân đo thiệt hơn, được mất, lòng sợ hẹp hòi như vậy sao có thể thảnh thơi mà sống có đúng không nào? Xét tử vi năm 2023, tuổi Giáp Thìn theo vận niên. Gặp vận niên, hổ nhập nội, trong năm quý Mão, công việc làm ăn của tuổi Giáp Thìn gặp khó khăn, chật vật hơn trước. Bởi đây là hình tượng mang ý nghĩa hung, bất thuận. Hổ vệ đồng bằng, sa mạc, không có mồi để ăn, công việc không được thuận buồm xuôi gió, tiền bạc vì thế cũng khó mà dư giả. Về tình cảm, quý Bắc sẽ có nhiều lo âu trong gia đình do con cái gây ra, gia đạo bất hòa khiến tinh thần sa sút, sức khỏe vì thế cũng giảm đi đôi phần. Ở độ tuổi này, quý Bắc cũng nên chú ý tới sức khỏe của mình, chuẩn bị an dưỡng bên con cháu gia đình, đừng quá lao tâm khổ tứ với công việc mà không được bù mất quý Bắc nhé. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, vận khí sa sút trong năm giữa tam tai, lại thêm ảnh hưởng từ cục diện hại Thái Tuế, nên công việc tuổi này chắc chắn có khó khăn, thử thách trong năm quý Mão. Áp lực, căng thẳng gia tăng, đây không phải là năm thích hợp để bạn tạo ra những quyết định mạo hiểm hay thực hiện sự thay đổi nào quá lớn, hành sự lấy ổn làm trọng, chậm mà chắc. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này,
nên quý vị được khuyên là làm gì cũng cần hết sức chú ý. Mọi việc nên liệu sức mình mà làm, tránh đặt mục tiêu quá cao mà ảnh hưởng tới sau này. Những ai đang tìm kiếm sự ổn định trong sự nghiệp thì năm nay có thể tiến hành vận khí thăng trầm bất ổn, khiến tuổi Giáp Thìn muốn thay đổi để thích ứng, khó mà làm cố định một chỗ, một vị trí trong thời gian dài, nhưng mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Cục diện thương hại cũng khiến con giáp này dễ vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình. Bạn còn có thể rơi vào bẫy của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức. Hung vận lớn, nhưng không phải không có cơ hội cho con giáp này trở mình trong hung tàng cát. Sao tốt chủ về công danh là Ấn Quan và Thiếu Dương sẽ giúp gia tăng phúc thọ, cứu giải nguy nan cho Giáp Thìn vào đúng lúc. Chỉ cần bạn nỗ lực thực sự thì vận khí chắc chắn sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Bước vào năm 2023 âm lịch, hung vận từ hại thái tuế và tam tai sẽ khiến con giáp này gặp nhiều khó khăn trong làm ăn, kế hoạch hợp tác dễ đổ về vì đối tác quay lưng nửa chừng. Tiểu nhân vận cũng cảnh báo chiêu trò cạnh tranh, chơi xấu từ đối thủ trong năm sẽ tăng lên, bản mệnh nên hết sức chú ý. Bên cạnh đó, trong năm làm ăn quan trọng nhất chính là tính chắc chắn, làm đến đâu phải nắm chắc tới đấy. Bản mệnh không nên tham lam ôm đồm quá nhiều thứ cùng lúc, kẻo cái gì cũng chỉ nửa vời, thành công không được trọn vẹn. Quý vị tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất là tùy vào khả năng của mình, không nên mù quáng chạy theo trào lưu hay ý tưởng nông nổi nhất thời. Với quý bác Giáp Thìn nam mạng, năm nay đón hạn tam tai, nên làm ăn có phần hơi khó khăn trắc trở, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn đen tối, trong năm may mắn vẫn xuất hiện. Trong năm có sao Mộc Tinh tọa trấn, sao này chủ về trí tuệ, quý bác cần bỏ công sức ra nghiên cứu, tích lũy kiến thức, cùng với kinh nghiệm lâu năm của mình, thì quý bác vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ quý bác nhé. Với quý bác Giáp Thìn nữ mạng, trong năm tài lộc ổn định, quý bác nên tập trung lên kế hoạch chi tiêu cho mình, là nữ công gia chánh, nên khó tránh khỏi những lúc như khoản tiền ăn uống, sinh hoạt, tiền điện nước, tiền ma chay, cưới hỏi, việc lên kế hoạch phân bổ nguồn tiền sẽ giúp quý bác có được tài lộc ổn định hơn. Nhìn chung, vì vận khí thăng trầm bất ổn, có thời điểm quý vị liên tục chịu áp lực về tài chính, hao tổn về tiền của, phá tài. Nhưng một khi đã vượt qua, thì quý vị có thể tìm được ánh sáng trong bóng tối bằng chính khả năng của mình và khiến người khác phải ngưỡng mộ. Xét phương diện tình duyên, gia đạo năm 2023 âm lịch, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Vốn là năm được Bách Việt, chủ nhân duyên nhập cục, cát tinh này mang đến may mắn trong các mối quan hệ tình cảm của tuổi Giáp Thìn. Những ai đã có đôi có cặp cũng phải đối mặt với mâu thuẫn gia tăng, cảm xúc thất thường cũng khiến con giáp này có cái nhìn tiêu cực đối với nửa kia. Giận hờn vô cớ, mâu thuẫn, trách móc, hoài nghi, một khi đã không thể làm chủ cảm xúc, tuổi Giáp Thìn sẽ nóng vội, đưa ra những quyết định sai lầm. Trên phương diện con cái cũng có nhiều mối bận tâm, đặc biệt năm 2023 âm lịch là năm của sao Mộc Tinh tọa trấn, sao này chủ về trí tuệ, đây được coi là năm cho người có kinh nghiệm. Tôi biết con cái của quý bác đã khôn lớn, có cuộc sống, sự nghiệp riêng, tuy nhiên kinh nghiệm trải đời là chưa có, sự va vấp và kinh nghiệm cũng không nhiều, chính vì vậy năm 2023 sẽ là một năm khó khăn rất nhiều với những người trẻ tuổi. Năm nay, quý vị có thời gian thì nên ngồi lại, chia sẻ kinh nghiệm với con cái của mình nhiều hơn, kinh nghiệm của quý vị sẽ giúp ích rất lớn cho con cái của mình. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2023 về sức khỏe, chịu nhiều ảnh hưởng từ cục diện thái tuế. Trong năm có nhiều việc phải lo toan, suy nghĩ, trục trặc trong cả quan hệ và tình cảm có thể khiến bản mệnh chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh, bạn nên lưu tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Hơn nữa, tâm trạng không tốt có thể ảnh hưởng tới tính khí của bạn, bản mệnh nên suy nghĩ thoáng mọi chuyện, dành thời gian thư giãn tinh thần để điều hòa khí huyết. Hung vận lớn nên bản mệnh tuổi Giáp Thìn cũng hạn chế ra ngoài, đi đường xa cẩn trọng hơn trong việc tham gia giao thông, chú ý đến vấn đề an toàn. Quý vị thân mến, như chúng tôi đã tiết lộ ở trên, tiếp theo đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm Quý Mão âm lịch, để quý bác có thể có sự chuẩn bị tốt trong tương lai. Tháng phát tài đầu tiên là tháng 3 âm lịch. Xem tử vi người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 cho thấy,
Năm 2023 âm lịch sẽ là thời điểm vô cùng khó khăn với người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Việc kiếm tiền cũng khó khăn hơn bao giờ hết, thì chắc chắn quý vị sẽ vô cùng mong chờ đến tháng phát tài có đúng không ạ? Bước vào tháng 3 âm lịch, lá số tử vi dự báo, người tuổi Giáp Thìn có vận trình khởi sắc, đón không ít hỷ sự. Trong công việc quý vị sẽ được nguyệt lệnh lâm quan đới trợ mạng, mang theo cơ hội tốt cho con đường công danh, thăng tiến, đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Thời điểm thích hợp để khởi nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nếu đang ấp ủ những dự định này, nên tiến hành càng sớm càng tốt, để lâu rất khó tiến hành, vì đa phần tuổi Giáp Thìn thường làm việc tùy hứng. Nhìn chung tháng này sự nghiệp của những chú rồng bay cao, bay xa, hứa hẹn bước tiến vượt bậc, nâng cao vị thế, uy tín, vừa tăng thêm thu nhập. Có điều thái tuế trên đầu có thể mang tới phiền phức cho chính sự ngạo mạn của bản mệnh, theo đó làm gì cũng cần khiêm nhường, lễ độ, đừng để thói kiêu căng làm rào cản bạn tới với thành công. Tài vận khởi sắc mạnh. Tình hình tài chính của người tuổi Giáp Thìn khởi sắc mạnh mẽ, cả chính tài và thứ tài đều có xu hướng gia tăng. Dù là người làm công ăn lương hay tự do, làm chủ kinh doanh, buôn bán đều đạt được mục tiêu tài chính đã đề ra. Hơn nữa vận may tiền bạc luôn song hành cùng bạn, nếu trúng thưởng, trúng số cũng không quá ngạc nhiên. Có điều tiền nhiều nhưng tâm bản mệnh vẫn nặng trĩu do ảnh hưởng của cục diện tự hình, biểu thị tự mình làm khổ mình, tự tạo áp lực vì chuyện tiền bạc. Giáp Thìn khá mát tay trong lĩnh vực đầu tư, một khi đã nhắm tới dự án nào là hầu như đều thu được thành quả nhất định. Nhưng thái tuế trên đầu, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều thứ, kẻo vận may biến thành xui xẻo. Về tình cảm, vợ chồng con cái hòa hợp, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo với mẹ cha, có điều kiện đưa cả gia đình đi du lịch để thay đổi không khí và gắn kết yêu thương. Về phương diện sức khỏe, Thìn thổ thể chất tốt, sức khỏe của tuổi Thìn khá ổn định, chú ý về vấn đề dinh dưỡng là được, tránh bị ngộ độc thực phẩm. Tháng phát tài thứ hai là tháng 7 âm lịch. Theo tử vi học phương Đông cho thấy, tháng 7 âm là tháng cô hồn trong năm, đây cũng là thời điểm khó khăn lớn nhất đối với công việc làm ăn và kiếm tiền của nhiều người. Tuy nhiên, đối với người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 lại khác, thời điểm tháng 7 âm là thời điểm mà con giáp này kiếm bộ tiền về túi, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời cải vận, giàu có hơn người. Trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Giáp Thìn gặp được cục diện tam hợp, lại thêm quan đới che chở, vận trình sự nghiệp trên đà thuận lợi, mưu sự sẽ thành, quý vị làm gì cũng có quý nhân trợ giúp, chính vì vậy quý vị hãy mạnh dạn mà làm những kế hoạch đã vạch ra. Với người làm công ăn lương, con giáp này có nhiều cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn, cũng có nhiều thời gian để phát triển theo con đường mình muốn, khởi sự thuận lợi, những kế hoạch về sau cũng dễ dàng triển khai hơn. Bạn cần chú ý để nắm bắt cơ hội thể hiện mình, đồng thời trong tháng có vận quý nhân trợ giúp, sự nghiệp con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi. Cũng có thể nói, dù gặp tháng cô hồn, nhưng bản mệnh sẵn sàng có thể vượt qua nhẹ nhàng, khó khăn trở ngại cũng sớm được khắc phục, cứ kiên trì tới cùng, sẽ có quý nhân giúp sức, đạt kết quả khả quan. Bên cạnh đó, thời điểm này còn có nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện, dấu hiệu này sẽ rất có lợi cho những ai làm công chức nhà nước, cơ hội tiến thân đã đến. Hãy khéo léo hành xử, biến những điều không thể thành có thể, bằng sự thông minh, lanh lợi như bạn thì chắc chắn sẽ làm được điều bạn muốn. Trong tháng cô hồn cũng có điều cần nhắc nhở quý bác, đó là đôi khi tinh thần làm việc của quý bác sẽ rơi vào tình trạng thiếu sự tập trung, điều này cũng là nguyên nhân khiến kết quả không như mong muốn. Chính vì vậy trong tháng này, dù bất cứ vấn đề gì xảy ra, quý bác cũng chỉ nên tập trung duy nhất vào mục tiêu của mình, đừng bỏ cuộc giữa chừng mà bỏ qua cơ hội trời ban. Nhiều cơ hội mở ra, đồng nghĩa với việc bản mệnh phải chủ động nắm bắt và tranh thủ lợi thế để tránh vượt khỏi tầm tay thì mới có thể giành được những thành quả ngọt ngào đáng tự hào. Đặc biệt chú ý trong tháng có ngũ quỷ xuất hiện, mang theo dấu hiệu tiểu nhân đeo bám rõ ràng, có thể gây ra một vài sự cản trở nhất định trong công việc. Cho nên làm gì, tuổi Giáp Thìn cũng nên thận trọng, chớ chủ quan lơ là mà sập bẫy kẻ tiểu nhân. Về tài lộc, trong tháng có tam hợp thái tuế, mang tới cho quý bác khá nhiều vận may có liên quan tới tiền bạc, thêm cả sự xuất hiện của thực thần, bản mệnh có thu nhập tăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, cả chính tài và thứ tài đều sáng, nên thu nhập của bản mệnh tới từ nhiều nguồn và khá linh hoạt, chứ không phụ thuộc vào duy nhất bên nào. Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, tuổi Giáp Thìn nhạy bén về tài chính, sẽ nhìn ra cơ hội kiếm tiền ở khắp mọi nơi, làm gì cũng có cơ hội thành công, hãy mạnh dạn làm điều bạn tự tin. Người làm ăn, kinh doanh tự do, với quy mô nhỏ lẻ, có cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh, hứa hẹn thu về lợi nhuận bất ngờ. Lưu ý, nên tiến hành từng bước một, thận trọng,
chậm mà chắc còn hơn nhanh ẩu đoảng để nhận lấy thất bại. Bạn cũng có thể cân nhắc đầu tư ở thời điểm này, nhưng nhiều cơ hội đầu tư mở ra trước mắt có thể khiến bản mệnh bị choáng ngợp. Việc khó khăn nhất đó là lựa chọn hạng mục, đừng quá vội vàng ra quyết định khi nghe lời ngon ngọt của ai đó, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Tiền bạc kiếm được nhiều, quý vị cũng nên lập cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những tháng sau này có thể gặp phải điều không mong muốn. Như quý vị cũng đã biết, chẳng có số mệnh nào là thập toàn thập mỹ, người có chuẩn bị vẫn là người chiến thắng trên mọi mặt trận có đúng không nào? Tiếp theo là tháng phát tài thứ 3, là tháng 11 âm lịch. Xem tử vi tài lộc cho thấy, tháng 11 âm rơi vào thời điểm cuối năm, tài lộc sẽ vô cùng khởi sắc, tiền bạc kiếm được một khoản lớn giúp quý vị thoát khỏi khó khăn trong cuộc sống của mình. Tháng này cơ hội đến tới tấp, bản mệnh cần tập trung và luôn ở tư thế sẵn sàng để nắm bắt, không để thời cơ trôi qua lãng phí. Trên phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp phù trợ, bạn bắt tay vào công việc nào cũng gặp được nhiều thuận lợi. Các mối quan hệ xã giao lành mạnh khiến bạn nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người xung quanh. Dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, bạn có thể nhận ra rằng công việc của mình đang tiến triển suôn sẻ hơn hẳn so với trước kia. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bạn có thể xử lý những nhiệm vụ được cấp trên giao phó, thậm chí tìm ra hướng giải quyết mới nhanh chóng và đạt hiệu quả cao hơn. Thậm chí, bạn có thể được quý nhân chỉ đường, dẫn lối, biến nguy thành cơ, gặt hái được nhiều thành công ngoài mong đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng thúc đẩy tinh thần, khiến bạn trở nên chăm chỉ quyết tâm hơn. Một khi đã xác định được mục tiêu của mình, bạn sẽ cố gắng tới cùng, không bỏ dở công việc giữa chừng. Phương diện tài lộc có những bước tiến triển đáng mừng trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, tam hợp trợ lực, bạn có thể gặp gỡ được với những đối tác, khách hàng triển vọng. Họ có thể giúp bạn buôn may bán đắt, thu được lợi nhuận khả quan. Chuyện đầu tư diễn ra vào khoảng thời gian này cũng khá thuận lợi, tuy nhiên lợi nhuận chưa đổ về túi của bạn nhanh chóng. Bản mệnh cần kiên định với định hướng của bản thân, đừng nóng vội khi chưa nhận được lợi nhuận. Có một số khoản bạn cần phải chờ đợi một thời gian mới có thể thu được trái ngọt. Người làm công ăn lương luôn cần cù, chăm chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng sẽ nhận được lời khen của cấp trên với một mức thưởng tương xứng. Mọi công sức của bạn rồi sẽ được trả giá xứng đáng trong tương lai, vì thế bạn đừng ngần ngại vất vả, khó khăn. Quý vị thân mến, tiếp theo đây ban biên tập chương trình sẽ đưa thêm cách hóa giải phong thủy giúp người tuổi Giáp Thìn. Sinh năm 1964, gặp được nhiều may mắn, tài lộc và bình an hơn trong cuộc sống của mình. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 mệnh hỏa, phúc đăng hỏa. Mệnh hỏa hợp màu gì? Dựa vào đặc tính của mệnh hỏa và quy luật tương sinh, tương khắc của ngũ hành. Mệnh hỏa hợp với màu xanh lá cây, màu của hành mộc, được tương sinh bởi mộc sinh hỏa, và màu đỏ, cam, tím, màu của hành hỏa, được tương hợp. Mệnh hỏa không hợp với màu đen, xanh nước biển, thuộc hành thủy, vì thủy khắc hỏa. Mệnh hỏa cũng không hợp với màu trắng, xám, thuộc hành kim, vì hỏa khắc kim. Ngoài ra, người mệnh hỏa cũng không nên chọn các màu như màu vàng, nâu đất, thuộc hành thổ, sẽ bị suy yếu bởi vì hỏa sinh thổ. Giáp Thìn nên trồng cây gì và hợp với con số nào? Con số may mắn của người tuổi Giáp Thìn là số 1, 7 và 6. Con số không may mắn với người tuổi này là 9, 8 và 3. Tuổi Giáp Thìn hợp với cây thường xuân, cây phi yến và cây lan xạ hương. Về đá phong thủy cho người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964 có ngũ hành năm sinh là phúc đăng hỏa, hợp các loại đá quý có màu xanh lá cây, đỏ, cam, tím như đá mắt hổ nâu đỏ. Quý vị thân mến, vừa rồi là chia sẻ của Minh Đường Tử Vi về vận trình tử vi tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong 3 tháng phát tài năm 2023 âm lịch tới đây. Hy vọng rằng với chia sẻ của chúng tôi ngày hôm nay, quý vị có thể nắm rõ được vận may của mình, từ đó mà đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống phía dưới phần bình luận để ban biên tập chương trình luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất. Chương trình đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin trân trọng cảm ơn.